Đây là làng xóm của mình, đây cả nhà ơi. Trung tâm thành phố Nha Trang nhìn vào là khác luôn, khác liền luôn anh chị. Nhà ở là san sát với nhau hết, kín với nhau luôn. Xung quanh làng xóm mình là toàn là những nhà cao tầng không anh chị ạ. Đó, nhà hàng xóm kia là trồng cây xanh ở trên sân thượng tập thể dục. Quá hay luôn cả nhà. Em Hùng 179 xin kính chào quý anh chị. Mến chúc quý anh chị ngày mới thật là nhiều năng lượng tích cực, nhiều niềm vui và nhiều may mắn trong cuộc sống. Hôm nay em Hùng sẽ review gửi đến cho toàn thể anh chị mình một căn nhà tọa lạc ngay giữa lòng trung tâm thành phố biển Nha Trang. Và ngay phía sau lưng của em Hùng đây, đây chính là không gian của phòng khách cũng như là phòng bếp. Và căn nhà này với tổng diện tích là 44,9 m², đất ở đô thị 100%, được xây dựng một trệt 3 lầu, kết cấu gồm 4 phòng ngủ, phòng thờ, phòng khách, bếp. Và để trước khi về review, em Hùng kính mong anh chị hãy cho em Hùng xin một like trước là để ủng hộ tinh thần cho em Hùng, sau là giúp cho thuật toán kênh YouTube hiểu được rằng là những video khi em Hùng đăng tải lên kênh YouTube là những video mang lại nhiều tích cực và giá trị cho cộng đồng để được YouTube đề xuất hơn với nhiều người xem. Và bây giờ em Hùng xin phép mời anh chị mình đừng rời mắt màn hình và em Hùng sẽ dẫn cả nhà mình từ ga Nha Trang đi vào ngôi nhà này chỉ khoảng tầm 300 m, và mong rằng anh chị sẽ xem video để cảm nhận được thử rằng là đường vào nhà sẽ như thế nào nhé. Em Hùng xin giới thiệu đến cho toàn thể quý anh chị trước mặt mọi người, đây chính là ga Nha Trang. Và ga Nha Trang nằm trên đường Thái Nguyên. Từ ngay vị trí ga này, nếu như anh chị mình di chuyển theo phần đường bên phải hướng tây của em, mình sẽ di chuyển xuống ngã 6 cũng như là ngã 7 trung tâm thành phố Nha Trang. Và nếu như chúng ta di chuyển xuống tháp Tràm Hương ở biển Trần Phú thì chỉ khoảng tầm 2 km thôi nha anh chị. Dạ, và tầm giờ này là tàu về nên là taxi cũng như là khách rất là đông luôn anh chị ơi. Và nếu như cái nhà mình di chuyển theo hướng ngược lại này của em nè, thì chúng ta sẽ di chuyển lên đường 23 tháng 10 để mà di chuyển lên huyện Diên Khánh đi vào Nam hoặc là đi ra Bắc. Thì từ ngay vị trí khu vực ga này tiếp cận rất là nhiều những cái tiện ích đời sống hàng ngày như là chợ nè, ngân hàng nè, ngay vị trí ngã ba này thì có ngân hàng Nam Á nè anh chị. Dạ, và đối diện ga chính là một cái công viên Võ Văn Ký. Ở khu vực này thì cực kỳ là sầm uất luôn rồi anh chị à, bởi vì đây là một trung tâm thành phố Nha Trang thì trong bán kính vài trăm mét thôi chúng ta sẽ tiếp cận được trường học nè, ngân hàng nè, bệnh viện nè, rồi siêu thị nè, vân vân và vân vân, cực kỳ là sầm uất. Thì từ đây em dẫn cả nhà mình đi vào vị trí ngôi nhà là chỉ khoảng tầm 300 mét thôi. Và đây chính là đường Võ Văn Ký giao nhau với đường Thái Nguyên. Thì ngay khu vực ngã ba này chính là phòng cảnh sát giao thông. Và bây giờ em Hùng xin phép mời anh chị mình hãy di chuyển cùng với em đi vào phía bên trong ngôi nhà nha. Chúng ta sẽ đi theo đường Võ Văn Ký này. Rồi, em sẽ dẫn anh chị mình qua đây nha. Thật ra là từ ngay vị trí ga này có rất là nhiều đường để đi vào nhà. Nhưng em Hùng sẽ dẫn đi đường này cho nó tiện. Đây là đường Võ Văn Ký nè anh chị. Bên này là công viên Võ Văn Ký và phía bên kia cũng là công viên luôn nha anh chị. Dạ. Con đường trước mặt mình giao nhau với đường Võ Văn Ký, đây chính là đường Edisten, thì đường này cũng dẫn chúng ta đi xuống xuống biển được luôn. Ngay đây chính là trường trung học cơ sở Võ Văn Ký. Đây, con đường này thì cực kỳ xanh mát luôn anh chị, bởi vì cây xanh ở đây rất là lớn, rất là nhiều nên là rất là xanh mát, rất là sầm uất luôn. Dạ, rồi khi mà chúng ta tới ngã ba giao nhau với đường Thống Nhất như thế này nè, thì nếu như anh chị mình rẽ qua bên tay phải theo hướng tây này của em thì chúng ta sẽ tiếp tục là đi vào thành phố Nha Trang, đi vào trung tâm thành phố hoặc là đi xuống biển, thì ngôi nhà của mình sẽ rẽ qua bên tay trái này và đi vào hẻm nha anh chị. Đây là đường Thống Nhất và trước mặt của mình đó chính là trụ sở của công ty Yến Xào Khánh Hòa. Rồi em dẫn cả nhà mình đi qua đường. Đường này thì cũng kết nối vào lại đường 23 tháng 10 luôn anh chị à. Rồi khi chúng ta vừa cua qua bên tay trái của đường Thống Nhất thì đi khoảng tầm 100 mét thôi, chúng ta sẽ có một cái ngã ba bên tay phải, ngay số nhà đầu đường là 264 Thống Nhất. Mình rẽ qua bên tay phải này nha anh chị. Đây là một con đường hẻm bê tông rộng khoảng tầm từ 2 mét cho tới 2 mét rưỡi để mà đi vào nhà. Thì đây là một con đường thông luôn, nếu như anh chị mình đi thẳng mình sẽ thông ra lại được đường Phương Xài. Thì chút xíu nữa đoạn cuối video em Hùng sẽ dẫn cái nhà mình đi chút xíu cho biết nha. Dạ, từ ngay vị trí ngã ba của đường Thống Nhất này mình cua vào nhà là chỉ khoảng tầm 80 mét cho tới 100 mét thôi anh chị. Đây, khu vực đây thì trung tâm thành phố Nha Trang nên là dân cư ở đây là cực kỳ đông và cực kỳ sầm uất luôn anh chị ạ. Rồi ngôi nhà mà em review sẽ nằm bên đây nha anh chị. Em Hùng xin giới thiệu đến cho toàn thể quý anh chị, đây là tổng quan căn nhà mà em Hùng đang mong muốn review. Thì tổng diện tích của mình là 44,9 m², đất ở đô thị 100% nha cả nhà. Chiều ngang của nhà mình là 7 mét theo con đường bê tông như thế này. Và ngôi nhà của mình được xây dựng là một trệt 3 lầu, trong đó có kết cấu rằng là 4 phòng ngủ, 1 phòng thờ,
Không gian một phòng khách rộng rãi, bếp và ba toilet. Phần ở phía trước chính là phần sân để xe máy. Thì về tổng quan thì anh chị mình cũng thấy căn nhà của mình là được xây dựng khá là chắc chắn và kiên cố luôn. Về mặt tiền ở phía ngoài thì đã được gia chủ làm cho chúng ta hết toàn bộ là khung rào sắt bảo vệ rồi nha anh chị. Và em Hùng cũng xin chi tiết thêm, phần sân của chúng ta là phần ở trong sổ là diện tích đất không được công nhận là 6,2 m. Trong đó sẽ có quy hoạch rằng là 3,1 m là quy hoạch để mở rộng con đường này ra. Và phần này thì chúng ta khi mà quy hoạch mở rộng đường sẽ không đụng chạm vào tới cái kết cấu của nhà của mình đâu anh chị. Và cái nhà của mình thì mặt bên hông thì có một cái hẻm, hẻm này đi vào cái nhà ở phía sau hàng xóm của mình. Em Hùng xin quay sơ tổng quan hàng xóm để cho anh chị mình xem nha. Đây, làng xóm khu vực ở đây là ở dân là đông lắm rồi. Khu vực này là trung tâm thành phố nên là điện nước đầy đủ hết anh chị. Ở đây có camera của phường luôn. Đây, camera của phường là cả nhà. Thì căn nhà của mình có hướng là đông nam nha anh chị, sẽ phù hợp với tất cả những anh chị, những người hợp mệnh đông tứ trạch, trong đó có hướng đông, hướng nam, hướng bắc và hướng đông nam. Bây giờ em Hùng sẽ dẫn anh chị mình đi vào phía trong nha. Đây là khoảng sân này, sân này thì mình chỉ có để được xe máy thôi anh chị. Từ ngay vị trí đây với chiều ngang 7 m thì cái sân của mình thì tương đối là rộng. Nếu như anh chị mình dựng xe máy mình sẽ dựng xéo xéo dọc dọc như thế này nè. Bởi vì nhà trung tâm thành phố nên là cái diện tích nó nhỏ thì kết cấu cũng như vậy thôi anh chị à. Dạ. Chỗ này thì chúng ta sẽ có một cái romine nước nè, ngay vị trí này là nơi đồng hồ nước đặt ngay đây. Đó, toàn bộ thì đã được là làm khung sắt bảo vệ hết rồi. Và căn nhà của mình có địa chỉ là 266/53 đường Thống Nhất. Khu vực này là thuộc phường Phương Sơn nha anh chị. Dạ, thuộc phường Phương Sơn của thành phố Nha Trang. Và phòng mặt ngoài chúng ta vị trí này sẽ có một bộ cửa sổ 4 cánh để nhìn vào trong khu vực bếp. Bây giờ em sẽ dẫn anh chị mình đi vào ở phía trong. Cửa mặt tiền phòng khách của mình là một bộ cửa nhôm sinh pha 4 cánh, là toàn bộ là sử dụng là gương trong hết. Ở trên thì có khung kính cố định. Phần mặt tiền của mình đã được gia chủ ốp đá granite màu đen hết rồi anh chị ơi, rất là nhìn nó rất là sang trọng. Ở trên thì chúng ta sẽ có thêm một cái gương để mà che mưa và lấy sáng cho cái phần sân của mình. Đây, khu vực thì quá là tuyệt vời luôn, hàng rào kiên cố hết luôn rồi. Nhà của mình thì có diện tích là 44,9 m², đất ở đô thị 100% luôn anh chị. Rồi, đầu tiên nhất thì chúng ta ở đó là vào khu vực của phòng khách. Để mở thêm đèn. Dạ, thì khi chúng ta vào thì đây chính là không gian phòng khách của mình nha anh chị. Bên tay phải của mình thì chính là lối cầu thang để đi lên tầng. Và bên tay trái của em thì đó chính là không gian của khu vực bếp. Và em Hùng sẽ review trước không gian bếp cho anh chị nha. Đây là khu vực bếp nè cả nhà ơi. Khu vực bếp ở đây là rất là rộng rãi luôn cả nhà. Thì bên này là cửa sổ nè, nhìn ra ngoài đường nè, thông sáng nè. Ở trong là khung không gian của bếp rất là rộng rãi. Mặt bếp thì gia chủ để làm cho mình sẵn đầy đủ chi tiết. Đây là mặt đá granite màu đen kim tuyến nè. Ở mặt dựng thì gia chủ có làm cho chúng ta là đá kính cường lực và sử dụng thêm một vài cái tiểu tiết hoa văn biển kẻ rất là sáng. Đây là khu vực đứng nấu của mình. Thì để mình xem thử là cái hướng bếp này là hướng nấu là bên hướng nào ạ. Dạ rồi, hướng bếp của mình là hướng nam chết tay chút xíu nha anh chị. Ở trên này thì có một cái nơi để chúng ta thờ ông Táo. Toàn bộ là tủ kệ bếp gần như đã đầy đủ rồi. Nhà này thì mình vào mình chỉ việc thêm chút nội thất để mình sử dụng thôi. Khu vực rửa sẽ nằm ở bên đây. Nước và lửa là sẽ hai cái tách biệt nhau hoàn toàn. Phía dưới này là nơi để chúng ta kệ tủ bếp, sử dụng để đặt những cái món đồ dùng cá nhân cho bếp của mình. Góc bên này là nơi để đặt tủ lạnh. Ở đây thì để làm sẵn cho mình một cái khuôn viên như thế này rồi anh chị ơi. Mình đặt tủ lạnh vào đây. Đó, ổ cắm điện đầy đủ hết luôn rồi. Không gian bếp thì rất là sáng, rất là rộng. Đó, và ở trên khu vực bếp mình thì sẽ có thêm một cái quạt trần nữa. Cái nhà mình xem có thêm một cái quạt trần rất đẹp luôn. Toàn bộ là nhà mình đã để làm thạch cao mới nè. Rồi sử dụng toàn bộ bóng đèn led nè. Gạch men thì ốp gạch men 80 vuông. Rất là sang trọng luôn anh chị. Nhìn gạch là rất là rộng rãi và rất là sang luôn. Sáng quá sáng luôn. Đây là phòng khách của mình. Phòng khách của mình thì gia chủ tận dụng hết toàn bộ không gian ở dưới cầu thang để mà làm cho chúng ta, thứ nhất là kệ tủ nè, thứ hai là nơi đặt tivi nè, rồi một cái kệ dọc theo như thế này để chúng ta có thể trang trí thêm những cái món quà lưu niệm hoặc là những cái vật kỷ niệm của chúng ta ở phía này. Ở khu vực phòng khách thì chúng ta có thêm một cái đèn chùm rất là sáng ngay vị trí đây anh chị ơi. Đó, toàn bộ là trần thạch cao mới hết toàn bộ luôn, bóng đèn led. Có thêm bóng đèn hắt ở phía trên trần nữa, rất là sang trọng luôn. Khu vực phòng khách thì chúng ta sẽ có những cái lam để mà kết nối với lại phòng bếp của mình, nên là nhìn vào cái không gian khu vực dưới này rất là rộng, 44,9 m².
Rồi đây chính là toilet đầu tiên của ngôi nhà của mình và toilet ở phía dưới tầng trệt. Thì toilet này là toàn bộ đã ốp gạch men lên cao tới trần luôn rồi. Ở đây chúng ta đã có đầy đủ cho mình công năng như là lavabo nè, vòi sen nè, bể xí nè, rồi móc đồ đầy đủ hết luôn nha anh chị. Cửa là sử dụng cửa nhôm sinh pha, nhôm sinh pha mới. Bởi vì diện tích cũng tương đối là nhỏ so với trung tâm thành phố nên tầng trệt mình là không có phòng ngủ anh chị ạ. Dạ, gia chủ sử dụng tầng trệt để làm cho phòng khách, phòng bếp và toilet thôi nên là nhìn vào rất là thoáng, rất là sáng. Em Hùng sẽ dẫn anh chị mình đi lên cầu thang nha. Dạ. Ở bên tay phải của mình thì đó chính là automat của tòa nhà cũng như là toàn bộ những công tắc đèn ở phía dưới này. Rồi, mời anh chị lên với em. Thì cầu thang của chúng ta là cầu thang hai nhịp nghỉ. Nhịp đầu tiên thì đây là một khuôn viên chiếu hỉ ở đây rất là rộng. Rồi chúng ta sẽ đi lối cầu thang này lên. Cầu thang gia chủ đã sử dụng cho chúng ta là mặt đá granite màu đen, mặt dựng cầu thang là màu trắng. Tay vịn của mình sẽ bằng gỗ và kính cường lực nha anh chị. Nhìn vào nó rất là đồng bộ với lại cái kết cấu của căn nhà, rất là sang trọng. Rồi, lối đi cầu thang thì rộng khoảng tầm 80 tới 1 mét, tương đối là rộng rãi. Rồi, đây là nhịp chiếu hỉ, nhịp nghỉ thứ hai của cầu thang mình. Rồi chúng ta sẽ lên một lần nữa là lên tới tới tầng. Đây là không gian của tầng 1. Thì đứng ngay vị trí này thì chúng ta dễ dàng nhìn thấy ở đây mình có kết cấu là hai phòng ngủ ở một toilet bên vị trí đây và một khoảng lối đi chung ở giữa này rất là rộng rãi. Thì đây là toilet đầu tiên ở trên tầng 1 này nha cả nhà. Đây là toilet sử dụng chung cho hai phòng ngủ luôn. Toilet này cũng rất là rộng luôn anh chị ơi, đầy đủ cho mình luôn rồi. Từ máy nước nóng nè, vòi sen nè, rồi lavabo nè, bể xí nè, tất cả là đầy đủ hết. Gạch men ốp khác đầy đủ lên trên tới trần thạch cao luôn, rất đẹp. Đấy, đây là căn phòng ngủ đầu tiên. Thì căn phòng ngủ này em Hùng thấy là diện tích khoảng tầm là 12 cho tới 14 mét vuông, rất là rộng anh chị. Sàn thì lẽ được là lót sàn gỗ. Dạ, đây là sàn gỗ anh chị ơi. Sàn là sàn gỗ nè. Ở đây thì chúng ta có một cái cửa sổ để mà lấy sáng ra phía mặt tiền của nhà của mình. Thì cũng để setup một vài cái nội thất cơ bản như là đây là bàn làm việc hay bàn học tập nè, rồi cửa sổ nè. Thì trên này chúng ta cũng đã có dây chờ máy lạnh sẵn luôn rồi, khi anh chị mình mua về mình có thể lắp máy lạnh vào đây và sử dụng luôn. Ngay vị trí này thì chúng ta có một cái giường và chưa có tắp lô đầu giường nhưng mà đã được gia chủ làm sẵn cho chúng ta rồi. Ở hai bên đầu giường thì có hai ổ cắm điện và một cái kệ giường ở phía sau này. Đó. Góc bên này thì chúng ta có một cái tủ quần áo. Đây, tủ quần áo đây anh chị. Tủ quần áo bốn bốn cánh nè, rồi kệ tủ nè. Còn bên đây thì chúng ta sẽ có nơi để đặt tivi để chúng ta trong phòng có thể coi tivi. Ở đây thì đã có dây chờ là sẵn hết rồi anh chị ơi. Phòng ngủ này có một cái ban công hướng ra ngoài hàng xóm của mình. Đây, em Hùng ra dẫn anh chị mình xem. Đây là phía dưới đường khi nãy mà em Hùng đứng dưới quay là cả nhà. Còn đây là khu vực hàng xóm của mình. Thì đây là trung tâm thành phố nên là dân cư ở là cực kỳ đông luôn rồi anh chị. Điện nước đầy đủ, đèn đường chiếu sáng rồi camera rồi tất tật gần như là không thiếu thứ gì luôn anh chị ơi. Rồi em Hùng dẫn anh chị mình đi qua căn phòng ngủ thứ hai nha. À em Hùng xin chi tiết thêm là căn nhà này thì em Hùng thấy là gia chủ sử dụng toàn bộ là tông màu trắng chủ đạo. Trong đó có điểm nhấn là màu xám của nhôm sinh pha cũng như là toàn bộ màu xám của giường, tủ quần áo, đồ nội thất. Đây là căn phòng ngủ thứ hai nè anh chị. Thì về kết cấu thì cũng tương đồng giống như căn phòng ngủ đầu tiên. Ở đây chúng ta cũng có là tủ quần áo nè, kệ tivi nè, rồi giường nè, và góc làm việc ngay vị trí kia cũng có cửa sổ để quay ra mặt đường lấy sáng, rồi cũng có chờ dây máy lạnh sẵn luôn. Rồi ở đây thì lại cũng có thêm cho chúng ta một cái cửa để mà ra ban công, khá là hay luôn anh chị. Như vậy là căn nhà này là tất cả bốn phòng ngủ đều có chung một kết cấu như nhau, đều có ban công, đều có là tủ quần áo, đều có là giường, rồi bàn làm việc, học tập, vân vân, đầy đủ hết. Như vậy thì nếu như anh chị mà mua được căn nhà này về thì mình chỉ việc là mang theo đồ dùng cá nhân và có thể là sắm thêm một ít nội thất riêng của mình nữa là sẽ khá là phù hợp. Rồi anh chị mình thấy được rằng là ở ngay vị trí này thì đầy đủ cho chúng ta là công tắc đèn nè, automat của máy lạnh nè, cửa thì sử dụng là cửa nhôm sinh pha, cửa này rất chắc anh chị, nặng lắm, cửa này cửa tốt, rất là nặng. Sơ bộ như vậy là về tầng 1 nha anh chị. Em Hùng dẫn mình đi lên tầng 2 tiếp à, tham quan tiếp tục với em. Đây tay vịn nè, bằng gỗ, kính cường lực. Rồi, khu vực đi lên cầu thang tầng 2 thì chúng ta cũng sẽ có hai nhịp nghỉ. Đây là nhịp nghỉ chiếu hỉ đầu tiên và đây là nhịp nghỉ chiếu hỉ thứ hai nè anh chị.
toàn bộ là cầu thang để làm chúng ta rất là chỉnh chu luôn nha, từ là mặt đá cầu thang rồi tới mặt dựng cho tới chân chân viên cầu thang full hết luôn rồi, rất đẹp. Rồi thì về kết cấu của tầng 2 thì em Hùng khả năng em Hùng cũng sẽ chi tiết nhanh thôi, bởi vì nó tương đồng giống như phòng 1, giống như ở dưới tầng 1, từ diện tích cho tới kết cấu cho tới những đồ nội thất cơ bản luôn. Thì ở đây chúng ta cũng có toilet nè, rồi căn phòng ngủ thứ ba nè, và căn phòng phòng ngủ thứ tư nè. Thì tầng 1 và tầng 2 chúng ta sẽ có là hai phòng ngủ và một toilet sử dụng chung nha anh chị. Dạ, như vậy thì em Hùng sẽ dẫn cái nhà mình đi lên tiếp tầng trên luôn nha. Nè. Lối đi cầu thang thì chúng ta đều có những cái đèn đèn cầu thang và có sử dụng công tắc đảo chiều, là khi ở dưới anh chị mở thì mình sẽ đi lên trên tầng và mình tắt. Dạ, đây là tầng 3 của ngôi nhà. Thì tầng 3 này sẽ chỉ có một phòng thờ. Nên đây là tổng quan không gian của phòng thờ. Khi anh chị mình mua về thì anh chị mình sẽ set up phòng thờ ở đây rất là rộng luôn anh chị ơi. Ở đây chúng ta đều có đầy đủ những cái ổ cắm điện tùy theo cái vị trí mà anh chị set up phòng thờ để phù hợp hơn với công năng của mình. Ở đây chúng ta ổ cắm điện nè, ở bên này thì chúng ta cũng có ổ cắm điện nè, đây cái nhà mình thấy không, rồi bên này cũng có tiếp đấy nè, có nghĩa là khu vực đây là phòng thờ này là ổ cắm điện rất là nhiều, nên anh chị mình sẽ dễ dàng mình bài trí hơn là trong cái vấn đề là trang thờ, ổ cắm điện cho nó thoải mái. Ở trên này thì phòng thờ cũng đã được lót gạch men rồi, chân viền gạch men đầy đủ hết. Em Hùng giới thiệu thêm, nhà mình có một cái giếng trời trên đây nè anh chị. Giếng trời này cũng tương đối là nhỏ thôi, nhưng mà cũng là lấy sáng cho không gian nhà của mình. Ở trên là gương, ở dưới là khung sắt bảo vệ, và một cái giếng trời thì khoảng tầm 40 80 anh chị. Nhà này khá là hay luôn anh chị ơi. Và phía trước mặt mình đây chính là cửa sổ hai cánh, và đây là cửa đi để mở ra ngồi sân thượng ở phía ngoài. Thì về trong tất cả những cái cửa sổ cũng như là cửa đi, ở ngoài là gương nhưng mà ở trong cũng đã có những khung sắt bảo vệ như thế này rồi nha anh chị. Cửa sổ là hình như là bằng sắt. Dạ, cửa sổ của nhà mình là bằng sắt. Rồi, đây là cửa đi mở ra sân thượng. Thì cửa này là bằng sắt nha anh chị. Dạ. Cửa phòng ngủ thì bằng nhôm sinh pha, còn cửa đi phòng thờ là bằng sắt, để em Hùng đóng cửa lại. Rồi, em Hùng giới thiệu đến cả nhà mình, đây chính là không gian của sân thượng. Rất là rộng luôn anh chị. Sân thượng của mình thì gia chủ lót cho chúng ta toàn bộ là gạch men với cái màu cỏ nền rất là xinh xắn, rất là đẹp. Cũng đã có cho mình lan can nè, rồi tay vịn rồi đầy đủ hết. Thì chỗ này là bị chỗ này là có một góc khuyết cho nè. Cái này chắc là theo cái kết cấu của nhà. Thì cái này sau này anh chị mình về anh chị mình có thể mình trồng hoa hay là trồng rau xanh hay là cái gì đó, hay là đặt những cái nơi tập thể dục trên này cũng hay luôn anh chị. Đứng cái này gió mát cực kỳ luôn cả nhà ơi. Rồi. Từ đây thì anh chị mình sẽ nhìn thấy được tổng quan làng xóm của mình ở trên cao luôn anh chị. Rồi, để em Hùng xem thử là có cái nào điểm nhấn không nha. Rồi. Đây làng xóm của mình đây cả nhà ơi. Trung tâm thành phố Nha Trang nhìn vào là khác luôn, khác liền luôn anh chị. Nhà ở là san sát với nhau hết, kín với nhau luôn. Xung quanh làng xóm mình là toàn là những nhà cao tầng không anh chị ạ. Đó, nhà hàng xóm kia là trồng cây xanh ở trên sân thượng tập thể dục. Quá hay luôn cả nhà. Rồi căn nhà của mình thì có vị trí tọa lạc tại hẻm 256 đường Thống Nhất. Hẻm 256 xẹt đường Thống Nhất nha anh chị. Nhà mình là có thuộc địa thuộc vị trí tọa lạc tại phường Phương Sơn. Và từ đây thì chúng ta cách chợ, trường học cũng như là ngân hàng, siêu thị, bệnh viện chỉ trong vòng bán kính là từ 500 m cho tới 1 km thôi. Khi anh chị mình muốn di chuyển xuống biển á, thì chỉ khoảng tầm là 1,5 km. Và đây là một bất động sản ngay giữa lòng trung tâm thành phố Nha Trang, thì em Hùng thiết nghĩ rằng nhiều anh chị sẽ đang có nhu cầu để tìm kiếm ở và sinh sống làm việc tại đây. Rồi em Hùng xin cảm ơn cả nhà mình đã xem hết một đoạn video về review căn nhà này nha. Và bây giờ em Hùng sẽ dẫn anh chị mình đi theo đường hẻm này để mình thông ra lại được đường phân xài, để cho anh chị mình dễ hình dung xem thử là đường đi trong khu nội xóm này sẽ như thế nào nha anh chị. Dạ, rồi từ đây chúng ta sẽ rẽ qua bên tay phải nha cả nhà. Ở đường đây là đường xe máy thôi, đường xe máy là rộng khoảng tầm 2 mét tới 2 mét rưỡi, hai xe máy mình né nhau được. Và từ ngay vị trí nhà mình để mà đi ra đường phân xài thì chắc cũng chỉ khoảng tầm là 150 mét thôi anh chị ạ. Và nếu như cả nhà mình nếu mà muốn tìm hiểu khu này thì cả nhà mình có thể hỏi rằng là xóm Ngô Đình Nhu nha. Dạ, đây là một cái tên xóm mà ngày xưa giờ đó. Rồi như vậy là chúng ta đã ra tới đường phân xài rồi nè anh chị ơi. Đó, đây là đường Phương Xài nè, trước mặt mình là nhà thuốc Quang Khánh, một nhà thuốc Tây khá là nổi tiếng ở trong khu vực Phương Xài này.
Và nếu như cái nhà mình rẽ ở bên tay phải là mình sẽ đi ra lại ngay chỗ vòng xoay của đường Phương Xài. Còn nếu mà mình rẽ bên tay trái là mình sẽ đi lên chợ Phương Xài nha cả nhà. Em Hùng xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã dành chút thời gian xem em Hùng review căn nhà tọa lạc tại phường Phương Sơn của thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Và với giá bán cho căn nhà này là 3 tỷ 850 triệu. Giá bán trên, gia chủ sẽ lo toàn bộ thuế phí khi mua bán chuyển nhượng. Ngoài ra, gia chủ sẽ còn bớt lọc thiện chí với mình khi cả hai cùng ngồi đàm phán với nhau. Nếu như quý anh chị quan tâm, xin hãy vui lòng liên hệ với em Hùng qua số điện thoại có trên màn hình hoặc có thể kết bạn Zalo để em Hùng gửi vị trí cũng như là sổ hồng pháp lý cho anh chị mình cùng tham khảo qua. Em Hùng xin chân thành cảm ơn và em Hùng xin mến chúc cho mình nhiều sức khỏe, nhiều thành công và nhiều hạnh phúc. Hãy nhớ nhấn đăng ký kênh của em, ấn vào chuông thông báo để mỗi khi em Hùng review bất động sản tại thành phố biển Nha Trang cũng như là huyện Diên Khánh và đăng tải lên kênh YouTube thì quý anh chị mình sẽ nhận được thông báo và cùng đón xem với em Hùng. Dạ, em Hùng xin chân thành cảm ơn và em Hùng xin kết thúc video ngay tại đây.